Kính chào quý khán giả, mời quý vị cùng đến với chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ Năm ngày 8 tháng 12 năm 2022, chương trình có các nội dung đáng chú ý như sau. Kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn nhiều vấn đề cấp thiết và dân sinh gây bức xúc. Hội thảo thực trạng chính sách pháp luật ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam trong giai đoạn 2016-2021 diễn ra tại thành phố Cần Thơ. Bộ Giao thông Vận tải có văn bản phúc đáp về đề nghị xây dựng trạm dừng nghỉ dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý khán giả, hơn 100 ý kiến của đại biểu đã đóng góp đối với các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân thành phố ở hai phiên thảo luận tại tổ và tại hội trường trong ngày hôm nay. Đa số đại biểu nhất trí đánh giá cao kết quả thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố năm 2022, đồng thời chỉ ra một số vấn đề còn hạn chế cần khắc phục và có những giải pháp cụ thể hơn nữa để hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2023. Một số đại biểu cho rằng, công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, quảng cáo, hạ tầng kỹ thuật, điện, viễn thông, giao thông, tài nguyên, đất đai, công tác thu gom rác thải tại một số nơi còn hạn chế. Tình trạng ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông có chiều hướng tăng. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhân dân thì cái này cái biểu hiện thấy là gia tăng, nhất là thông qua các cái mạng xã hội. Rồi việc ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, rồi công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, đất đai, môi trường, trật tự đô thị ở một số nơi đó thì cũng còn hạn chế. Thì tôi đề nghị là trong cái phần phương hướng nhiệm vụ năm 2023 thì Ủy ban nhân dân thành phố cần tập trung giải quyết. Quan tâm về các giải pháp để quản lý tốt giá cả cũng như hàng hóa dịch vụ, nhất là cái nguyên vật liệu đầu vào đó cho cái phục vụ cái sản xuất nông nghiệp cũng như sản xuất kinh doanh. Và một cái vấn đề nữa là cũng quan tâm trong cái vấn đề là dạy xử lý cái rác thải cũng như là nước thải để đảm bảo môi trường xanh sạch đẹp. Nhiều đại biểu đề nghị cần thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, thu hồi đất, xây dựng các khu tái định cư, thu hút đầu tư hoàn thiện hạ tầng các khu cụm công nghiệp, xây dựng khu công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thực hiện tốt công tác quy hoạch đô thị, quản lý quy hoạch đô thị, quản lý tốt trật tự xây dựng, đất đai, tài nguyên môi trường, thị trường bất động sản. Có các cái giải pháp hiệu quả để khắc phục điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công mà các năm qua tới tỷ lệ này đạt thấp. Trong đó thì đề cao trách nhiệm của vai trò của người đứng đầu để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án công trình trọng điểm để góp phần cho sự phát triển của thành phố. Chúng ta cũng có những cái giải pháp mà đẩy nhanh hơn nữa các cái dự án mà liên quan đến chống ngập của thành phố, không khéo các cái công trình bên trong thành phố chúng ta là bị tác động thì nó sẽ ảnh hưởng theo. Ngay từ lúc này đề nghị là Ủy ban dân thành phố song song chỉ đạo cho các cái cơ quan, các cái địa phương được tích hợp trong cái quy hoạch tỉnh lần này, chuẩn bị các cái bước ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì sẽ triển khai các cái quy hoạch. Đặc biệt là đối với một số vấn đề cử tri đặc biệt quan tâm như tình trạng khan hiếm xăng dầu, bình ổn giá của hàng hóa phục vụ Tết, tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế cũng được các đại biểu đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Theo dõi sát sao tình hình xăng dầu, nhất là đối với các cái thương nhân phân phối, thương nhân đầu mối, để làm sao đảm bảo được cái nguồn và xử lý khi có thiếu cục bộ, đảm bảo cái hàng hóa có 24 cái đơn vị đăng ký để đảm bảo với cái giá trị của hàng hóa là 2.400 tỷ đồng. Thường xuyên kiểm tra các cái đơn vị mà đăng ký đảm bảo cái hàng hóa thiết yếu để phục vụ Tết, không để là thiếu hàng trong cái dịp Tết. Sở Y tế cũng sẽ tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố để phân cấp, phân quyền cho các cơ sở y tế. Khi chúng ta phân cấp phân quyền cho các đơn vị, ở đây là các bệnh viện, được tự đấu mua sắm đấu thầu các trang thiết bị y tế thì họ sẽ chủ động hơn về mặt thời gian, cũng như là các đơn vị có thể
dự trù các cái trang thiết bị, hóa chất vật tư phù hợp với tình hình từng đơn vị. Đại biểu cũng quan tâm đóng góp nhiều ý kiến về tập trung thực hiện có hiệu quả chuyển đổi số, công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đầu tư nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và phát triển giáo dục. Ngay sau khi phiên thảo luận kết thúc, hội trường đã tiếp tục nóng lên với phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Nhiều vấn đề cấp thiết và các vấn đề dân sinh gây bức xúc trong thời gian qua đã được đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ trực tiếp chất vấn và được các sở ngành thành phố lần lượt trả lời. Việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh theo nghị quyết số 43/2022 của Quốc hội và nghị quyết số 11 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thực hiện trên địa bàn thành phố chúng ta theo phản ánh của cử tri thì vẫn còn chậm, nhiều đối tượng chưa tiếp cận và thụ hưởng được chính sách, trong khi đó là cái thời hạn thực hiện chính sách này sẽ kết thúc trong năm 2023. Đề nghị đồng chí cho biết nguyên nhân và giải pháp tháo gỡ. Cái mà khó khăn á hiện nay là đối với cái chính sách hỗ trợ lãi suất thông qua hệ thống các cái ngân hàng thương mại, thì cái này là xin báo các đồng chí là hiện nay đó, thì sau khi thực hiện cái thông tư 03 hướng dẫn nghị định 31 năm 2022 của Chính phủ về cái thực hiện hỗ trợ lãi suất theo quy định, thì cái quy trình của nó nhiều cái bước, và hiện nay đó thì báo cáo với các đồng chí là đang triển khai và chờ thông báo cái hạn mức hỗ trợ lãi suất cho ngân hàng thương mại. Thời gian tới thì một là tiếp tục phối hợp với các địa phương để chúng ta là ra soát lại các đối tượng thụ hưởng, nắm bắt nhu cầu, từ đó mà xây dựng kế hoạch, hoặc là kế hoạch có sẵn là chúng ta xem xét lại, thông tin lại để xem họ có nhu cầu nữa hay không. Cái thứ hai đó là phối hợp với ngân hàng nhà nước, các ngân hàng thương mại tăng cường cái hoạt động đối thoại doanh nghiệp để giới thiệu về sâu hơn nữa về các cái chính sách và hướng dẫn họ trình tự thủ tục để được thụ hưởng, được hỗ trợ, và những cái nghiệp được hưởng các cái chính sách từ cái nghị quyết 43 này. Về vấn đề là khám chữa bệnh tại các cái bệnh viện công cũng như các cái cơ sở y tế liên quan đến là thuốc vật tư y tế thiếu, thì giám đốc sở cũng đã có cái báo cáo rất là rõ về nguyên nhân cũng như giải pháp. Tuy nhiên thì đề nghị giám đốc sở y tế có cái cụ thể hơn về cái thời gian lộ trình để thực hiện các cái giải pháp này như thế nào. Ngay từ tháng 12, tức là ngay tại thời điểm hiện tại, thì Sở Y tế cũng đã họp các đơn vị lên các kế hoạch đấu thầu thuốc tập trung và áp dụng các cái phần mềm đấu thầu thuốc tập trung để làm sao đến tháng 4 năm 2023, khi các cái hợp đồng cung cấp thuốc hết hạn, thì ngay lập tức sẽ có cái triển khai cái hoạt động đấu thầu mua sắm thuốc để làm sao đảm bảo thuốc cho toàn thành phố Cần Thơ. Thì đó là cái kế hoạch về thời gian. Còn cái thứ hai đó là về đấu thầu hóa chất, vật tư và trang thiết bị y tế, thì trong tháng 12 sở cũng sẽ trình và tham mưu cho Ủy ban nhân thành phố phân cấp phân quyền về đấu thầu trang thiết bị y tế cho các đơn vị, để các đơn vị chủ động lập kế hoạch mua sắm đấu thầu sớm ngay từ tháng 12 này. Nhiều cử tri gặp gỡ trao đổi và thể hiện sự bức xúc về việc có con em theo học tại các trường học trên địa bàn đang tồn tại việc lạm thu của nhà trường thông qua hội phụ huynh với nhiều khoản tiền đóng góp không tên, vô lý. Cụ thể, vào cuộc họp phụ huynh học sinh đầu năm, có nhiều trường hợp phụ huynh phải đóng tiền quỹ lớp trên dưới 3 triệu đồng một người. Theo giải thích thì các khoản này là phục vụ cho việc mua tivi, máy lạnh, tiền hỗ trợ cơ sở vật chất cho trường. Tuy nhiên không có kế hoạch cụ thể. Vậy Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo hãy cho biết có suy nghĩ gì về thực trạng trên? Từ khi nào hội phụ huynh trở thành hội phụ thu? Thì đây là vấn đề cụ thể. Thì tiếp thu ý kiến của đại biểu thì chúng tôi sẽ rà soát lại và xác định rõ là ở trường nào, lớp nào, để chúng tôi là phối hợp cùng với địa phương để có cái hướng là xử lý và không có bao che, là làm sao đảm bảo đúng theo cái thông tư 55 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cũng như là các cái khoản đóng góp vận động tài trợ theo cái tinh thần là thông tư số 16 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhất là thực hiện cái điều 15 trong cái thông tư 55 xử lý về cái trách nhiệm là kỷ luật đối với là các cái trường hợp là chúng ta vi phạm theo cái thông tư 55.
Cũng tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều nay, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã thực hiện chất vấn việc chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Cần Thơ, hoạt động phát triển du lịch của địa phương. Các vấn đề này đã được Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố trả lời cụ thể, gắn với các giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực trong thời gian tới. Qua theo dõi phiên chất vấn, cử tri thành phố đều đồng tình với phần trả lời của Giám đốc các sở ngành sau khi đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đặt ra. Cử tri cũng kiến nghị thêm nhiều vấn đề trên các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, an toàn giao thông, vấn đề quy hoạch treo và tình trạng thiếu thuốc cục bộ tại bệnh viện. Chúng tôi đi khám bệnh viện có dù rằng có bảo hiểm y tế nhưng mà sau khi khám bệnh thì hầu hết các bệnh viện không có thuốc mà bệnh viện cho toa ra ngoài, tôi thấy rất là khó khăn. Cho nên đề nghị là các cấp có trách nhiệm và bệnh viện phải có thuốc cho người dân. Nhiều năm qua thì tôi thấy cái công trình vẫn có là mình làm nhiều cái công trình làm chống ngập nhưng mà nó thấy nó cũng không có hiệu quả. Bởi vì đúng ra thì cũng có cái hồ mà bún sáng rồi này kia đó để mình làm dự trữ nước đó. Tới đây đề nghị cấp lãnh đạo xem xét lại mấy cái dự án đó để mà khắc phục cái tình trạng nước ngập. Tuyến đường 918 và tuyến đường 923 xe quá tải chạy đường này cũng rất nhiều ha, mà chạy nhanh nữa. Những cái giờ giấc mà học sinh đi rồi những xe tải chạy quá nặng thì không có giao thông. Đề nghị cấp trên sắp xếp thế nào cho mấy anh giao thông là phải trực tiếp 24/24 để xử phạt. Con đường 91 là tôi thấy là làm rất lâu rồi mà trong cái quy hoạch là có 2-3 năm nhưng mà đến nay là đến gần đến 5-6 năm rồi mà chưa thấy là được cái hoàn chỉnh. Cho nên là đề nghị là cũng có cái Hội đồng Nhân dân thành phố qua đợt này thì tôi thấy là có phản ánh thì tôi đề nghị là cũng phải làm cho nó dứt điểm. Tôi thấy cũng rất là nhiều cái tin nhắn rác trong các điện thoại di động của các cá nhân, chính như bản thân tôi cũng bị người ta gọi điện vào, người ta hỏi tôi là đang thiếu nợ. Thì tôi thấy những cái này thì bên truyền thông, bên nhà mạng, các ban ngành thì phải giải quyết triệt để. Chương trình tiếp tục với các thông tin khác. Thưa quý vị, hội thảo tình hình ban hành và thực hiện pháp luật ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam trong giai đoạn 2016 đến 2021 và giải pháp trong thời gian tới vừa được tổ chức tại thành phố Cần Thơ hôm nay. Cùng chủ trì gồm ông Lê Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, ông Omaido, Phó Giám đốc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Đức. Ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng dự. Hội thảo nhằm tham dự ý kiến chuyên gia để có thêm luận cứ khoa học, kết quả thực tiễn, qua đó hoàn thiện báo cáo giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu trong năm 2022, theo nghị quyết của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Hội thảo tập trung theo 4 nhóm vấn đề lớn như tình hình ban hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, đặc biệt các lĩnh vực nông nghiệp, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, các lĩnh vực chịu ảnh hưởng lớn từ biến đổi khí hậu, các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu trong thực hiện quy hoạch phát triển tại các tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long, vân vân. Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ có bài phát biểu về những vấn đề trọng tâm, thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư ứng phó với biến đổi khí hậu ở Cần Thơ. Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày tham luận liên quan. Cũng trong hôm nay, thành phố Cần Thơ đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự quốc phòng năm 2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Năm 2022, lực lượng vũ trang thành phố cùng các sở ban ngành địa phương nỗ lực phấn đấu đoàn kết bám sát thực tiễn, đề cao trách nhiệm tích cực tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành cơ bản toàn diện các mặt công tác quân sự quốc phòng. Nổi bật là thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, chủ động linh hoạt nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường quốc phòng an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, bảo đảm đầy đủ kịp thời các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nghiệp vụ. Đời sống nhân dân và lực lượng vũ trang được quan tâm, hỗ trợ đúng mực. Tham mưu cho Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về quân sự quốc phòng.
Nổi bật là công tác chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ quận Bình Thủy, Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh, diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ 21 xã phường thị trấn. Chỉ đạo chặt chẽ công tác tuyển quân, giao nguồn cho các đơn vị đạt 100% chỉ tiêu, kịp thời điều động cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ tham gia khắc phục thiên tai, hỏa hoạn, ứng phó triều cường, giúp nhân dân ổn định cuộc sống. Công tác phối hợp giữa lực lượng quân sự, công an các cấp ngày càng hiệu quả, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu xử lý nhanh, hiệu quả các tình huống. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Sở Giao thông Vận tải Cần Thơ, An Giang, Hậu Giang và Sóc Trăng phúc đáp về đề nghị xây dựng trạm dừng nghỉ dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đề xuất Bộ Giao thông Vận tải cho xây dựng 3 trạm dừng nghỉ trên dự án cao tốc thuộc địa bàn các tỉnh thành nêu trên. Bộ Giao thông Vận tải khẳng định vị trí trạm dừng nghỉ cần được xác định theo tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn Việt Nam 5729/2012. Trong đó, khoảng cách từ 50 đến 60 km bố trí một trạm phục vụ kỹ thuật thông thường. Trạm này có khả năng cấp xăng dầu, sửa chữa nhỏ và dừng xe, có nhà nghỉ, nhà vệ sinh, cửa hàng ăn. Đối với trạm dừng nghỉ lớn, khoảng cách mỗi trạm từ 120 đến 200 km, trạm này, ngoài các dịch vụ trên, cần có thêm khách sạn, văn phòng, chỉ dẫn du lịch, chỉ dẫn trung chuyển. Bộ cũng đề nghị các đơn vị chỉ đạo tư vấn rà soát chung toàn tuyến, xác định vị trí trạm dừng nghỉ, bảo đảm khoảng cách theo quy định. Song song đó, địa phương cần xác định kinh phí giải phóng mặt bằng và cập nhật trong báo cáo nghiên cứu khả thi trình Bộ Giao thông Vận tải tổng hợp trong dự thảo quyết định phê duyệt. Quý khán giả thân mến, từng là con hẻm nhỏ với nhiều sinh viên thuê trọ, nhưng nay tuyến đường Hồ Bún Sáng nằm trên địa bàn phường An Khánh, quận Ninh Kiều đã lột xác một cách ngoạn mục để trở thành tuyến phố ẩm thực về đêm. Đây không chỉ được xem là điểm nhấn cho quận trung tâm thành phố Cần Thơ mà còn góp phần quan trọng vào việc hình thành đề án phát triển kinh tế đêm cho thành phố trong tương lai. Trước đây hẻm 51 được gọi là hẻm sinh viên do có nhiều nhà trọ cho sinh viên thuê ở. Nhưng khi dự án Hồ Bún Sáng được xây dựng hoàn thành đã hình thành nên một tuyến đường khang trang và sầm uất về đêm. Những nhà hàng, quán ăn bắt đầu mọc lên và dần trở thành tuyến phố ẩm thực thu hút đông đảo thực khách. Việc hình thành khu ẩm thực bờ Hồ Bún Sáng này thì nó cũng phù hợp với cái sự phát triển kinh tế chung của toàn quận Ninh Kiều nói chung và phường An Khánh nói riêng. Thấy tuyến đường này khá là đông đúc xe lại với lại nhiều bạn trẻ đến đây để ăn uống nên là con thấy là mấy ở đây sẽ có tiềm năng để phát triển hơn. Cũng tập trung rất là nhiều món lạ, giống như món bánh gạo này cũng lạ nè chú, giống như kiểu của Hàn Quốc gì đó. Một trong số các nhà hàng ẩm thực có quy mô lớn sang trọng tại đây là Alo Zo 100. Tuy mới đi vào hoạt động chưa lâu, nhưng nhà hàng phục vụ đến hàng trăm lượt khách mỗi ngày. Đây là một cái hồ bún sáng, nó là nổi tiếng nhất thành phố Cần Thơ mình. Nên từ đó mà anh thấy chọn đối diện hồ bún sáng nó sẽ là một cái quy trình, cái cách phát triển kinh tế sau này. Thứ nhất là nó thoáng mát nè. Nó phù hợp cho người lớn cũng như là trẻ em, nó rộng rãi. Ở đây nó có nhiều loại mà hải sản tươi sống, cho nên là em cũng hay chọn ở đây. Tuy phát triển khá nhanh, nhưng theo đại diện chính quyền địa phương, do một số hạng mục của dự án công trình Hồ Bún Sáng chưa hoàn thiện, đã phần nào làm ảnh hưởng đến tình hình giao thông cũng như vấn đề vệ sinh môi trường tại đây. Ủy ban dân phường tiếp tục chỉ đạo đối với các cái ngành, cái cơ quan để tổ chức thực hiện thường xuyên, tăng cường cái công tác là tuyên truyền, cũng như là công tác là tuần tra canh gác để đảm bảo cái vấn đề là vệ sinh là an toàn thực phẩm rồi vệ sinh môi trường cũng như là cái an toàn giao thông để tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế và du lịch bền vững. Hiện địa phương đang triển khai xây dựng hạng mục cổng chào cho tuyến phố ẩm thực Hồ Bún Sáng. Hy vọng sau khi các hạng mục còn lại của công trình được hoàn thiện và ngày càng có nhiều thêm cơ sở kinh doanh ẩm thực trên tuyến đường này, sẽ góp phần tạo điểm nhấn cho quận trung tâm, đẩy mạnh phát triển kinh tế về đêm trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong thời gian tới. Chương trình tiếp tục với thông tin sáng nay, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố Cần Thơ phối hợp với Hội sinh vật cảnh thành phố tổ chức hội thảo phân tích hiện trạng công viên cây xanh đường phố và cây cảnh của các quận trung tâm thành phố Cần Thơ, cơ sở khoa học và giải pháp.
Tại hội thảo, các đại biểu đã tham luận về tầm nhìn, cơ hội, thách thức trong quy hoạch quản lý cây xanh đô thị theo dòng đời của cây để tiết kiệm chi phí và an toàn cho cư dân đô thị Cần Thơ, kinh nghiệm quy hoạch và quản lý công viên cây xanh đường phố và cây cảnh ở thành phố Hồ Chí Minh, quản lý hệ thống cây xanh công viên trên địa bàn thành phố Cần Thơ bằng công nghệ thông tin. Trên cơ sở phân tích cây xanh hiện có, các điều kiện đặc thù, các chuyên gia cũng gợi ý phát triển các loại cây đặc trưng, giải pháp quản lý không gian kiến trúc cảnh quan và phát triển cây xanh đô thị với sự tham gia của cộng đồng. Mục tiêu của thành phố Cần Thơ trong giai đoạn 2021-2025 sẽ trồng mới gần 7 triệu cây xanh. Với những kinh nghiệm phân tích từ hội thảo sẽ góp phần để thành phố đề ra các giải pháp cụ thể để đạt mục tiêu đề ra, phát triển hệ thống cây xanh hài hòa, làm phong phú đời sống văn hóa, tăng vẻ mỹ quan đô thị, góp phần phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Thưa quý vị, nhằm lan tỏa và truyền cảm hứng bảo vệ môi trường bằng những hành động thiết thực, cuối tuần qua, Cộng đồng Xanh Việt Nam tại Cần Thơ đã triển khai chiến dịch thường niên Clear Up Việt Nam lần thứ tư với sự phối hợp tham gia của hai đơn vị là Đoàn phường Xuân Khánh và Đoàn phường Tân An quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Hoạt động thu hút nhiều bạn trẻ tham gia. Xanh Việt Nam là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập từ năm 2019 bởi các bạn trẻ yêu môi trường. Chiến dịch Clean Up Việt Nam do Cộng đồng Xanh tổ chức tại 63 tỉnh thành khắp đất nước với mục đích hướng đến việc nâng cao nhận thức, giảm thiểu rác thải nhựa, bảo vệ môi trường và lan tỏa phong cách sống xanh, sống sạch trong xã hội. Hôm nay thì tụi em chính thức ra quân, được sự phối hợp của ban lãnh đạo đoàn phường Tân An, phường Xuân Khánh. Tụi em thu gom rác thải nhựa, bao bì ni lông và dọn những cái bãi rác tự phát của người dân. Sau chiến dịch này thì em hy vọng là mọi người sẽ tự xây dựng được ý thức bảo vệ môi trường. Đặc biệt là không những là thế hệ tụi em mà thế hệ nhỏ hơn thì sẽ tiếp nối thành công này. Đợt ra quân nhặt rác bảo vệ môi trường lần này nhận được sự tham gia của gần 200 đoàn viên tình nguyện viên. Các bạn tham gia với tinh thần tự nguyện, đầy nhiệt huyết và năng động. Cảm nhận của em là vui tươi, phấn khởi vì thấy có ích cho xã hội, được góp phần công sức của mình vào bảo vệ môi trường, góp phần thêm xanh sạch đẹp. Và thông qua hoạt động hôm nay, em sẽ tuyên truyền vận động mọi người cố gắng giữ gìn vệ sinh, không xả rác bừa bãi, vận động mọi người dọn dẹp vệ sinh, giữ sạch môi trường xanh sạch đẹp. Ngày cuối tuần, khu vực dưới chân cầu Quang Trung bỗng trở nên xanh tươi hơn bao giờ hết. Xanh ở đây không chỉ là màu xanh của môi trường sạch đẹp, mà còn là màu xanh của những chiếc áo tình nguyện, màu xanh của hy vọng, của sức trẻ, mong muốn đóng góp vì cộng đồng. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.